nói nữa không? Anh mới qua đây thôi đúng không? Anh đến thì sáng sớm rồi, khoảng 6 giờ. Đó thì ở bên anh thì anh đang dạy cái lớp K13 của sân khấu Hoàng Vân. Do đó thầy trò tụi anh qua đây để có thể phụ giúp với bên bảo vệ có thể làm được cái gì. Thì mình sợ cái lượng khán giả khi mà đến để mà viếng anh Chí Tài nó sẽ đông. Chúng ta sợ lực lượng bảo vệ nó không đầy đủ, do đó thì anh có huy động các em bên K14, K13 đó, bên sân khấu Hồng Vân nó cùng qua đây với anh để phụ với bên bảo vệ để có thể giữ được trật tự cho nó tốt. Thành ra 6 giờ thì anh đã có mặt ở đây rồi. Rồi nãy giờ thì anh nói nghe anh em tới rồi đó, anh chạy mua cà phê cho anh em đó. Anh những ngày qua thì tâm trạng của anh là sao? Thì tất nhiên là giữa anh với anh Chí Tài thì cũng có những cái tình cảm với nhau. Cũng thường diễn diễn show ở hải ngoại và cả tại Việt Nam nữa. Thật sự thì không nhiều, nhưng mà có những cái hợp tác với nhau trong diễn xuất. Và nhất là khoảng năm 2014 thì anh với Chí Tài có tham gia một bộ phim là Cưới Chạy của Hoàng Mập, của Bàn Thần Tài á. Thì anh và Phương Dung là một cặp vợ chồng, và anh Chí Tài với Việt Hương là một cặp vợ chồng, là hai bên xuôi gia. Thì là anh là bên nhà trai, còn anh Chí Tài bên nhà gái. Anh thì người thành thị, còn anh Chí Tài ở thôn quê. Đó thì tất nhiên là trong cái tình tiết của bộ phim thì tức là những cái sự khó khăn hay là lễ nghi ở vùng quê nó sẽ khác, làm cho bên nhà trai ở thành thị thì cũng khó chịu, tạo ra những sự mâu thuẫn. Nhưng mà rồi cuối cùng thì hai bên gia đình, nhà trai nhà gái cũng đều tạo điều kiện cho các con đến với nhau. Một bộ phim mà anh và anh Chí Tài được làm việc chung với nhau thì anh cũng thấy vui. Và nhất là anh còn nhớ một cái cảnh đó, khi anh với Phương Dung xuống nhà của anh Chí Tài với Việt Hương để mà xin hỏi cưới thì ổng giận á, ổng rượt. Mà trời, ổng rượt mà anh và Phương Dung chạy thật sự đó. Tức là nó cho ổng này khỏe dữ vậy, nó tay anh cũng khỏe dữ vậy. Anh vậy đây, anh rượt nghĩa là rượt chạy thiệt luôn á. Ổng cầm cái chổi, nếu mà được xem lại cái đoạn đó thì là ổng rượt thật sự luôn đó. Trời ơi, vừa phải thôi, đóng phim mà anh rượt thật sự, quýnh cho được luôn mà. Thế nên anh và Phương Dung vừa thể hiện nhân vật mà cũng vừa thấy vui cười, cái là trời ơi, ổng chống ổng thuộn ghét mình sao không được chứ. Thì ổng đánh cho được. Đó thì cũng cố gắng chạy để hoàn thành cái lớp diễn đó. Một kỷ niệm mà anh thấy rằng là rất là dễ thương giữa tụi anh với nhau. Thì mình cũng thấy anh Chí Tài rất là khỏe. Nhưng mà không ngờ thì thôi nó là một cái định mệnh, số phận. Ổng ra đi. Cũng làm cho anh em cũng có một cái quá bất ngờ, quá bất ngờ thật sự. Hối tiếc vì mình nghĩ rằng anh Tài còn quá khỏe. Nhưng mà nó cái xui rủi đã đưa đến với ảnh thì thôi thì chỉ cầu mong cho hương linh của ảnh sớm được siêu thoát. Ảnh sẽ được có một cái thanh thản trong cái thế giới bên kia. Cảm ơn anh.